Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sống khỏe trẻ đẹp mỗi ngày của kênh Phạm Gia Nutrition Channel. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng tôi sẽ truyền tải đến quý vị và các bạn nội dung rất đặc biệt sau đây. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay, Phạm Gia Nutrition Channel sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn những vấn đề liên quan đến bệnh cao huyết áp, đặc biệt là giải pháp phòng chống biến chứng cao huyết áp. Như chúng ta cũng đã biết, triệu chứng cao huyết áp diễn tiến âm thầm, khó nhận biết, nhưng gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như suy tim, nhồi máu cơ tim và có nguy cơ tử vong cao. Cao huyết áp hay còn gọi là tăng huyết áp là một bệnh mãn tính gây ra nhiều biến chứng và có tỷ lệ tử vong cao. Không chỉ vậy, tăng huyết áp còn được ví là kẻ giết người thầm lặng bởi triệu chứng bệnh rất khó để nhận biết, thường chỉ thoáng qua. Vậy triệu chứng cao huyết áp điển hình nhất là gì? Khi nào nên tầm soát huyết áp? Huyết áp cao, còn gọi là tăng huyết áp, là tình trạng máu lưu thông với áp lực tăng liên tục. Nếu áp lực máu đẩy vào thành động mạch khi tim bơm máu tăng cao kéo dài, có thể gây tổn thương tim, đột quỵ và dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm khác nếu không chữa trị, ổn định huyết áp kịp thời. Có những loại cao huyết áp sau đây. 1. Cao huyết áp tự phát, tức là không có nguyên nhân gây bệnh. 2. Cao huyết áp thứ phát, tức là do các bệnh như tim mạch, thận và một số bệnh khác gây ra. 3. Cao huyết áp tâm thù. 4. Cao huyết áp thai kỳ. Và sau đây là một số triệu chứng cao huyết áp điển hình mà chúng ta cần ghi nhớ. Huyết áp có thể tăng lên mà không có bất kỳ triệu chứng nào. Một số trường hợp có thể xuất hiện một số dấu hiệu nhưng thường không rõ ràng. Chỉ khi bệnh tăng huyết áp trở nặng, người bệnh mới cảm nhận rõ ràng những triệu chứng tăng huyết áp. Và sau đây là một số triệu chứng điển hình nghi ngờ bệnh tăng huyết áp. Thứ nhất, đau đầu, hoa mắt, ù tai, mất thăng bằng. Thứ hai, thở nông. Thứ ba, chảy máu mũi. Thứ tư, đau ngực, khó thở, tim đập nhanh. Thứ năm, chóng mặt. Thứ sáu, mắt nhìn mờ. Thứ bảy, mắt đỏ, buồn nôn và ói mửa. Thứ tám, tiểu máu. Thứ chín, mất ngủ. Vậy đâu là nguyên nhân gây ra bệnh cao huyết áp? Phần lớn cao huyết áp ở người trưởng thành thường không xác định được căn nguyên. Chỉ có 10% các trường hợp mắc bệnh thì được xác định các nguyên nhân như sau. Do tuổi tác càng lớn, nguy cơ bị tăng huyết áp càng cao. Cân nặng, ăn mặn gây tăng huyết áp bởi muối làm tăng hấp thu nước vào máu. Chế độ ăn giàu chất béo, nhất là chất béo bão hòa. Tiền sử gia đình. Nếu trong gia đình của bạn có người mắc bệnh cao huyết áp thì nguy cơ bạn cũng mắc bệnh này rất cao. Về chủng tộc, người Mỹ gốc Phi có nguy cơ bị tăng huyết áp cao. Về giới tính, đàn ông sau 45 tuổi có nhiều khả năng bị cao huyết áp hơn phụ nữ. Phụ nữ có nguy cơ bị huyết áp cao sau mãn kinh. Lười vận động, không tập thể dục thể thao. Uống nhiều rượu bia. Mắc các bệnh mãn tính như đái tháo đường, tim mạch, v.v. Bệnh nhân cấp tính hoặc mạn tính, hẹp động mạch thận. Hội chứng Cushing. Hội chứng con đường ondansetron tiền phát. Căng thẳng tâm lý. Huyết áp cao do tác dụng phụ của thuốc tránh thai, thuốc cảm, kháng viêm, non-steroid, corticoid, nhiễm độc thai nghén. Và điều nguy hiểm của việc cao huyết áp đó chính là những biến chứng của nó, như suy tim. Tim phải làm việc quá sức để bơm máu đi nuôi cơ thể, lâu ngày khiến tim bị to ra và yếu đi. Suy thận, các mạch máu trong thận bị hẹp lại gây suy thận. Đột quỵ, nhồi máu cơ tim, nguy cơ xơ vữa động mạch ở người bị tăng huyết áp rất cao. Thành mạch bị xơ cứng có thể dẫn đến đột quỵ, đau tim, nhồi máu cơ tim. Phình động mạch, huyết áp cao có thể gây phình động mạch dẫn đến chảy máu nội bộ, đe dọa đến tính mạng. Biến chứng não, xuất huyết não, nhồi máu não, mất trí nhớ do động mạch bị thu hẹp. Hội chứng chuyển hóa như rối loạn chuyển hóa của cơ thể như tăng nồng độ insulin, tăng vòng eo, giảm SDLC, v.v. Xuất hiện võng mạc, xuất huyết võng mạc, các mạch máu trong mắt bị vỡ gây ra nhiều vấn đề về thị lực, nguy hiểm hơn là có thể gây ra mù lòa.
Trước những biến chứng nguy hiểm mà cao huyết áp có thể gây ra cho chúng ta, thì chúng ta cần phải chẩn đoán và điều trị bệnh cao huyết áp kịp thời. Chúng ta có thể chẩn đoán bệnh cao huyết áp bằng cách khám lâm sàng, dựa vào những triệu chứng tăng huyết áp, khảo sát các yếu tố nguy cơ, tiền sử bệnh, đo huyết áp bằng máy đo huyết áp, khám cận lâm sàng như xét nghiệm nước tiểu, điện tâm đồ, X-quang ngực. Một số lưu ý khi chuẩn bị kiểm tra huyết áp để có kết quả chính xác nhất như chúng ta không uống cà phê, không hút thuốc khi chuẩn bị kiểm tra huyết áp, nên đi vệ sinh trước khi đo huyết áp, ngồi yên trong vòng 5 phút trước khi kiểm tra. Sau đây là một số gợi ý cho cách điều trị cao huyết áp. Thứ nhất, dùng thuốc. Với những trường hợp bệnh tiến triển nặng, các bác sĩ sẽ chỉ định sử dụng một số loại thuốc hạ huyết áp như thuốc giãn mạch, thuốc lợi tiểu, thuốc ức chế beta, thuốc ức chế hấp thụ canxi, các chất ức chế men chuyển ACE. Thứ hai, chúng ta có thể thay đổi lối sống. Bởi nếu chúng ta có lối sống lành mạnh và khoa học sẽ giúp chúng ta kiểm soát được huyết áp tốt hơn. Theo đó, người bệnh cần dành nhiều thời gian cho việc thư giãn, nghỉ ngơi điều độ, tránh lo âu, làm việc quá sức, căng thẳng thần kinh và bị lạnh đột ngột. Ngoài ra, người bệnh cũng cần phải tăng cường các hoạt động thể chất như đi bộ, tập các bài thể dục thể thao vừa phải từ 30 đến 60 phút mỗi ngày. Cần duy trì cân nặng hợp lý, cố gắng giữ chỉ số khối cơ thể gọi tắt là BMI từ 18,5 đến 22,9. Nếu béo phì, cần tích cực giảm cân để đạt được cân nặng lý tưởng. Tiếp theo là chế độ ăn uống hợp lý. Người bệnh cao huyết áp khuyến khích ăn nhóm thực phẩm giàu chất xơ như gạo lứt, rau xanh, quả chín. Nên ăn quả chín dạng miếng hay là muối và không ép và cũng không xay hay là vắt lấy nước để chúng ta tăng cường thêm chất xơ. Nên ăn các loại thực phẩm nhiều axit béo omega 3 như cá hồi, cá thu, vân vân. Đặc biệt không nên ăn mỡ, nội tạng động vật, các loại sản phẩm chế biến sẵn như cá hộp, thịt muối, dưa cà muối, các món kho, rim, muối, các loại nước sốt, nước chấm mặn. Không uống các loại đồ uống có cồn như bia, rượu. Đối tượng bị cao huyết áp cần cấp cứu, người bệnh cần điều trị tại phòng cấp cứu hoặc phòng chăm sóc đặc biệt. Như vậy là khi chúng ta nhận biết được một số triệu chứng tăng huyết áp điển hình nhất sẽ giúp cho chúng ta cũng như những người thân yêu trong gia đình của mình chẩn đoán sớm, thăm khám và điều trị kịp thời, tránh bệnh diễn tiến nghiêm trọng gây ra hậu quả đáng tiếc. Vì vậy, dù khỏe mạnh, bạn cũng nên khám sức khỏe định kỳ, nhất là những gia đình có tiền sử của bệnh. Người bệnh cần theo dõi lâu dài, thường xuyên đo huyết áp bằng máy đo huyết áp tại nhà và tuân thủ đúng phác đồ điều trị của bác sĩ. Chúc quý vị và những người thân yêu trong gia đình của mình thật nhiều sức khỏe, sống lành mạnh và an vui. Thưa quý vị và các bạn, với những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung trong chuyên mục Sống khỏe trẻ đẹp mỗi ngày của kênh Phạm Gia Nutrition Channel. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh, like cũng như chia sẻ video để lan tỏa kiến thức bổ ích cho cộng đồng và không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo của chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại!